vui một họ phố thông. Liệt hàng thứ chín, thứ chín là dòng tộc ta. Hàng bao thế kỷ đã qua, ngắm về vui tộc chúng ta xa ngờ. Không duyên thiên tử coi trần, chỉ ngàn sao tỏa, sao tỏa dạng phần non sông. Nói gương nói giống tổ tông, sống sao hòa thuận một lòng thương nhau. Đời đời kiếp kiếp về sau, họ vui dù ở phương nào đi chăng, rằng cùng một họ, một họ khuyên gian. Mong sao con cháu siêng năng học hành, một mai công toại danh thành, như bụi quốc khai lưu truyền sử danh. Nay xuân về khắp mọi miền, lòng mang thương nhớ tổ tiên họ bùi. Dù cho dập gió sóng vui, họ bùi đoàn kết không lùi gian nan. Ước mong bùi tông an khang, ngàn năm thịnh vượng vẻ vang xa ngời. Phố thông họ vui một họ phố thông, liệt hàng thứ chín, thứ chín là dòng tộc ta. Hàng bao thế kỷ đã qua, ngắm về vui tộc chúng ta xa ngờ. Không duyên thiên tử coi trần, chỉ ngàn sao tỏa, sao tỏa dạng phần non sông. Nói gương nói giống tổ tông, sống sao hòa thuận một lòng thương nhau. Đời đời kiếp kiếp về sau, họ vui dù ở phương nào đi chăng, rằng cùng một họ, một họ khuyên gian. Mong sao con cháu siêng năng học hành, một mai công toại danh thành, như bụi quốc khai lưu truyền sử danh. Nay xuân về khắp mọi miền, lòng mang thương nhớ tổ tiên họ bùi. Dù cho dập gió sóng vui, họ bùi đoàn kết không lùi gian nan. Ước mong bùi tộc an khang, ngàn năm thịnh vượng vẻ vang xa ngời. Ước mong bùi tộc an khang, ngàn năm thịnh vượng vẻ vang xa ngời. Kính thưa các cụ, các bác, đại diện cho các chi tộc họ Bùi xã Đại Đồng, nhân dịp buổi họp mặt đại diện các chi tộc họ Bùi, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các vị khách quý lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các bác, các vị đại biểu, cổ nhân có dạy rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn.
Người ta ai ai sinh ra trên cõi đời này đều có họ. Họ Bùi ta là một họ bản địa thuộc dòng Lạc Việt đã phát triển khá mạnh từ đời các vua Hùng. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng viết trong sách Kiến Văn Tiểu Lục Trương Tùng Đàm có nói rằng: con cháu sinh sôi nảy nở, công nghiệp, công danh sự nghiệp rạng rỡ vẻ vang, tộc thuộc lớn lao. Nói đến nhà quý hiển nhất chỉ có họ Bùi mà thôi. Họ Bùi ta cũng như trăm họ khác đều cùng dòng dõi tiên dòng sinh ra và phân ngành phân nhánh để sinh sôi nảy nở. Đi tìm cội nguồn tri ân công đức với tổ tiên, với dòng họ để phụng thờ là một việc làm hết sức cần thiết cho con cháu muôn đời. Liên kết, tìm hiểu nhau để thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Cộng đồng họ Bùi Sai Đồng từ đời này sang đời khác nối tiếp nhau, đóng góp, cống hiến về mọi mặt cho dòng họ, cho gia đình, cho xóm làng và cho quê hương đất nước. Nhận thức rõ mục đích kết nối, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai. Ngay từ đầu năm 2014, Ban Liên lạc Lâm thời họ Bùi Xã Đại Đồng đã kết nối 16 chi họ vào sinh hoạt chung trong một gia đình lớn và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 thành công. Từ đó đến nay đã được 5 năm. Sau đại hội cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2 2018-2023 tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn thành phố Vĩnh Yên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 cộng đồng họ Bùi Việt Nam họp ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Mỹ Đình Hà Nội. Và đại hội đại biểu họ Bùi huyện Vĩnh Tường lần thứ nhất tổ chức ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại xã Thượng Trưng. Ban chấp hành họ Bùi xã Đại Đồng đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để tổng kết việc họ năm 2018 và chuẩn bị tiến tới đại hội hết nhiệm kỳ, tổ chức các công việc cụ thể như thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu, công tác hậu cần phục vụ đại hội, v.v. Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng nhận thấy đủ điều kiện cần và có để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2, thực hiện đúng điều lệ và những quy chế hoạt động của cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Sau khi báo cáo với các cơ quan chức năng, các cơ quan cấp trên được phê duyệt và đồng ý của thường trực họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc, được sự giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng, và ngay chiều hôm qua, ban thường trực xã Đại Đồng đã thành tâm dâng lễ kính dâng lên Đại Thánh Đinh Thiên Tích tại miếu xã Đại Đồng và thành tâm dâng lễ họ Bùi tại thôn 2. Hôm nay chúng ta tổ chức đại hội đại biểu họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2019-2024. Đề nghị các đại biểu nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng và đề nghị ông Bùi Tiến Á, chủ tịch ban chấp hành cộng đồng họ Bùi lên sân khấu để nhận hoa của các đoàn đại biểu tới dự đại hội hôm nay tặng hoa. Xin mời ông Bùi Tiến Á. Bùi Vĩnh Năm là chánh văn phòng họ Bùi Việt Nam đã về dự và tặng hoa. Xin mời ông. Về dự với đại biểu đại biểu ban chấp hành họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc do ông Bùi Trọng Kính là chủ tịch hội đồng trưởng lão và ông Bùi Tiến Tâm là phó chủ tịch thường trực ban chấp hành cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc về dự và tặng hoa. Và kính mời đoàn đại biểu câu lạc bộ doanh nhân doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
cho ông Bùi Viết Chiến làm trưởng đoàn. Ban tổ chức trân trọng và giới thiệu ban liên lạc châu gái họ Bùi tỉnh Phúc cũng đã về được và có hoa chúc mừng đại hội. Trong tỉnh Phúc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu họ Bùi huyện Vĩnh Tường do ông Bùi Minh Tiến đã có lãng hoa và về chúc mừng đại hội. Xin ông mời Bùi Minh Tiến và ông Bùi Văn Lợi lên tặng hoa. Ông đâu? Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu liên lạc cho ông Bùi Quang Hải dẫn đầu. Đoàn đại biểu của huyện Tam Dương do ông Bùi Công Trắng dẫn đầu. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu với đại hội đoàn đại biểu họ Bùi huyện Sông Lô. Bao dòng tộc sinh ra xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu câu lạc bộ doanh nghiệp họ Bùi xã Đại Đồng lên tặng hoa. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn rồi những đơn vị tiêu biểu đã về dự đại hội với chúng ta. Các bác, các bá, anh chị là con cháu người họ Bùi xã Đại Đồng đang công tác trên mọi miền đất nước, trở thành những cán bộ trung cao cấp của nhà nước, góp phần làm rạng danh dòng tộc họ Bùi, đã về dự đông đủ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Các tập thể và cá nhân trong dòng họ Bùi đã có tấm lòng vàng ủng hộ quỹ họ Bùi xã Đại Đồng trong những năm vừa qua cũng về dự đông đủ. Về dự với đại hội hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có 98 đại biểu thay mặt cho 16 dòng họ Bùi xã Đại Đồng với hơn 5.000 bà con các chi họ dòng họ đã về họp mặt đông đủ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Ông Bùi Tiến Lã, 2. Ông Bùi Minh Tân, 3. Ông Bùi Phùng Kiến, 4. Ông Bùi Quang Thịnh, 5. Ông Bùi Văn Bừa tham gia đoàn chủ tịch. Và xin giới thiệu luôn 2 bà làm thư ký là Bùi Thị Liên và Bùi Thị Hồng Nhung, đề nghị đại hội cho ý kiến. Như vậy đại hội ta hoàn toàn nhất trí trong cái danh sách đoàn chủ tịch và đoàn thư ký. Kính thưa các vị đại biểu, để tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Tiến Lã, chủ tịch cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng lên khai mạc đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 của cộng đồng họ Bùi. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các vị đại biểu dự đại hội hôm nay. Trước hết, thay mặt ban chấp hành và hội đồng trưởng lão họ Bùi xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường tỉnh Phúc, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đại biểu, các vị khách quý đã về dự đại hội hôm nay. Tôi nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu, các chi họ Đại Đồng đã về dự đại hội đông đủ. Chúc các cụ, các vị khách quý sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống, gia đình ấm lo hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Kính thưa đại hội, thưa các vị đại biểu, thực hiện nghị quyết của hội đồng họ Bùi xã Đại Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019, trong 5 năm qua, với quyết tâm và nhiều biện pháp tích cực, ban chấp hành và hội đồng trưởng lão xã Đại Đồng đã thực hiện các mục tiêu liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai, đưa hoạt động của cộng đồng phát triển ổn định, thắt chặt quan hệ đoàn kết giữa những người trong họ Bùi với các xã trong huyện,
và từ đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác Hồ: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây trong một không khí phấn khởi, với tình cảm họ tộc thiêng liêng, thắm thiết và một niềm tin vững chắc về sự vững mạnh của cộng đồng, để cùng nhau nhìn lại, đánh giá chặng đường trong 5 năm qua, chia sẻ kinh nghiệm của các họ xây dựng mục tiêu thống nhất, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động liên kết cộng đồng họ Bùi trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu kết nối dòng tộc của những người trong xã, phối hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn với các dòng họ Bùi trong toàn huyện, trong tỉnh và cả nước tham gia xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đại hội chúng ta diễn ra trong một buổi sáng với nội dung hết sức phong phú. Các văn bản trình đại hội đã được Ban chấp hành tích cực chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội sẽ thảo luận, cho ý kiến, kết luận, nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2. Đại hội bầu Ban chấp hành Hội đồng Trưởng lão và Hội đồng họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2 2019-2024 và vinh danh các tập thể và cá nhân. Như vậy, nhiệm vụ của từng đại biểu rất nặng nề, thời gian khẩn trương. Tôi tin rằng xuất phát từ tình cảm họ tộc thiêng liêng và sự tin tưởng của bà con trong họ, tất cả các đại biểu sẽ tập trung để đóng góp trí tuệ của mình cho thành công của đại hội. Với tinh thần đó, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng lần thứ 2. Xin kính chúc các vị đại biểu, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Minh Trân, thay mặt Phó Chủ tịch cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng, thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 1, bà lên báo cáo tổng kết việc họ 5 năm qua và báo cáo dự thảo phương hướng nhiệm kỳ lần thứ 2 của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, sau đây thay mặt Ban chấp hành họ Bùi xã Đại Đồng, tôi xin báo cáo việc họ của Ban chấp hành họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 1 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 2019-2024. Căn cứ điều lệ và quy chế hoạt động của cộng đồng họ Bùi Việt Nam, căn cứ vào hướng dẫn của Ban chấp hành họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc và sự chỉ đạo của Thường trực Ban chấp hành họ Bùi huyện Vĩnh Tường, Ban chấp hành họ Bùi xã Đại Đồng báo cáo tổng kết việc họ hoạt động trong nhiệm kỳ 1 5 năm và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2 2019-2024. Báo cáo gồm hai phần chính. Phần 1, tổng kết việc họ nhiệm kỳ 2014-2019. Một, những kết quả hoạt động trong 5 năm. Từ tháng 10 năm 2013, nhận thức sâu sắc với mục đích ý nghĩa việc kết nối dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai, Ban liên lạc lâm thời đã khảo sát và các kết nối các chi họ chi phái trong xã. Ngày 30 tháng 3 năm 2014, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, 15 chi họ đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu họ Bùi lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019. Là xã đầu tiên và duy nhất trong tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nối và tổ chức đại hội cộng đồng họ Bùi cấp xã thành công. Là một tổ chức xã hội văn hóa của những người con họ Bùi trong xã, có hơn 5.000 người hoạt động trong dòng họ Bùi Việt Nam, đã trải qua 5 năm hoạt động kết nối với tấm lòng và tâm lý hướng theo lẽ phải và động cơ trong sáng vì họ tộc, vì tổ tiên và thế hệ tương lai. Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động dần dần được hoàn thiện, vừa đảm bảo đúng theo điều lệ, vừa linh hoạt phù hợp với tình hình của từng chi họ trong xã.
qua thực tiễn hoạt động việc họ, xã Đại Đồng đã khẳng định tính đúng đắn của việc kết nối dòng họ, thắt chặt tình đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau xây dựng gia đình dòng họ phát triển bền vững. Vị thế vai trò của họ Bùi được nâng cao, đóng góp tích cực vào việc làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương. Cụ thể, một, kiện toàn tổ chức tuyên truyền kết nối. Ngày 6 tháng 4 năm 2014, Ban chấp hành họ Bùi xã Đại Đồng được Đại hội bầu ra đã họp phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh và các ban giúp việc, đó là bầu chủ tịch, ba phó chủ tịch, bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trưởng lão, bầu ban thường trực gồm 7 người và các ban chuyên môn gồm ban tuyên truyền kết nối, ban lịch sử truyền thống và ban kinh tế tài chính. Thông qua quy chế làm việc của ban chấp hành và quy chế quản lý thu chi tài chính, sau khi kiện toàn tổ chức, các chức danh được bầu và các ban chuyên môn đã đi vào hoạt động, dần dần đi vào nền nếp, ổn định, ngày càng có hiệu quả. Ban tuyên truyền kết nối phát triển dòng tộc tiếp tục nắm vững mục tiêu liên kết dòng tộc tìm về cội nguồn và phương châm đoàn kết tương trợ phát triển để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc kết nối, tuyên truyền kết quả đại hội cộng đồng họ Bùi các cấp, phân phát các tài liệu ấn phẩm họ Bùi của trên gửi về cho các ty trưởng, tộc trưởng người họ Bùi trong xã, mở rộng việc kết nối với người họ Bùi ngoài xã, tham gia các hoạt động của họ Bùi trong huyện và liên lạc quan hệ với người họ Bùi toàn quốc thông qua các hội nghị hoặc gặp mặt người họ Bùi các nơi. Cụ thể, đầu xuân năm 2017 đã tổ chức đoàn đại biểu họ Bùi xã Đại Đồng gồm 30 thành viên cùng đội văn nghệ đi dự cuộc gặp mặt đầu xuân cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 15 tháng 4 năm 2018 đã cử đoàn đại biểu họ Bùi xã Đại Đồng gồm 35 người đi dự đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại khách sạn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, tổ chức đoàn đại biểu cùng với các đại biểu của các họ tỉnh Vĩnh Phúc dự đại hội cộng đồng họ Bùi Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Ngày 7 tháng 7 năm 2018, nhiều đại biểu họ Bùi xã Đại Đồng đã đi dự lễ động thổ khởi công xây dựng nhà thờ viễn tổ họ Bùi Việt Nam tại Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và mới đây, Ban chấp hành cùng Ban liên lạc lâm thời họ Bùi huyện Vĩnh Tường đi khảo sát các chi họ, chi phái họ Bùi ở 26 xã, 3 thị trấn trong tuyển huyện để tìm về cội nguồn. Kết quả đã thống kê trong huyện có 71 tông chi họ Bùi, gồm 12.274 người, đông nhất là ở xã Đại Đồng với hơn 5.000 người, sau đó là xã Thượng Trưng 1.416 người. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, cộng đồng họ Bùi huyện Vĩnh Tường đã kết nối và tổ chức đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi huyện lần thứ nhất nhiệm kỳ 18-23 thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội, xã Đại Đồng đã cử 30 đại biểu về dự đại hội cộng đồng họ Bùi huyện Vĩnh Tường và đã đóng góp tích cực vào sự thành công của đại hội. Nhiệm kỳ qua, họ Bùi xã ta là thành viên tích cực, có hiệu quả trong mọi hoạt động của cộng đồng từ tuyến huyện lên đến tuyến trung ương. Cụ thể, tại đại hội lần thứ 3 của cộng đồng họ Bùi Việt Nam, ông Bùi Tiến Lã được bầu là thành viên hội đồng họ Bùi Việt Nam. Tại đại hội lần thứ 2 của cộng đồng họ Bùi tỉnh Phúc, Đại Đồng có 3 đại biểu được bầu vào ban chấp hành cộng đồng họ Bùi tỉnh Phúc. Ông Bùi Tiến Lã được bầu làm chủ tịch ban chấp hành. Tại đại hội lần thứ nhất của cộng đồng họ Bùi huyện Vĩnh Tường có 5 đại biểu được bầu vào ban chấp hành. Thời gian ngắn, việc kết nối còn nhiều việc phải làm. Ngày nay làm, đời sau tiếp tục làm. Mọi việc kết nối để tìm nhau đoàn kết chặt chẽ, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Họ Bùi ta cũng như trong họ khác đều cùng dòm dõi nhân tộc sinh ra và phân cảnh phân nhánh của kẻ sinh sôi này nở.
trải qua mấy nghìn năm cùng với lịch sử của dân tộc Việt Nam, người họ Bùi xã Đại Đồng luôn luôn phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân từ đời này sang đời khác, vượt qua bão dông dựng chọi với thiên nhiên để tồn tại phát triển. Khi có giặc ngoại xâm, cùng các dòng họ khác đứng lên chống giặc ngoại xâm, giữ đất giữ làng, bảo vệ miếu thờ tổ tiên, bảo vệ đất nước, cùng nhau đoàn kết một lòng nuôi dạy con cháu lên người, xây dựng gia đình giàu họ quê hương nó ấm giàu mạnh, xây dựng đất nước luôn phồn vinh hạnh phúc. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu, từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân họ Bùi cùng với nhân dân xã Đại Đồng luôn luôn một lòng sắt son theo Đảng, chiến đấu dưới những cờ vẻ vang của Đảng, đóng góp một phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện ở việc kết nối giao lưu chưa thật chủ động, hoạt động cũng chưa đều, một số thành viên trong họ còn đôi chút băn khoăn tính toán về việc kết nối hoạt động trong dòng họ được gì mất gì, hay việc thực hiện và duy trì các nề nếp như họp hành hàng quý hàng năm cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phần 2. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 2019-2024. Phương hướng chung trong nhiệm kỳ 2, hoạt động của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng là tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức ban chấp hành hội đồng trưởng lão cộng đồng họ Bùi vững mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, thiết thực góp phần giữ gìn sự đoàn kết chặt chẽ trong từng chi họ chi phái dòng họ Bùi trong xã, thực hiện mục tiêu liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai bằng các biện pháp và kế hoạch cụ thể để xây dựng cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng. Nhiệm vụ cụ thể một nhỏ, cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng có nhiệm vụ tổ chức vận động thu hút đông đảo những người cùng dòng tộc họ Bùi đang sinh sống ở địa phương hay mọi miền đất nước hoặc ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động của họ Bùi nhằm kết nối các chi họ, dòng họ, chi phái họ Bùi tìm về cội nguồn chung của dòng họ để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên, tăng cường tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động, phát huy truyền thống của dòng họ trong lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước, động viên dạy bảo con cháu uống nước nhau nguồn, sống có tâm, có đức, xây dựng dòng họ đoàn kết tương trợ, phát triển làm giặc danh tổ tông, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 2. Định kỳ tổ chức sinh hoạt, giao lưu liên kết dòng họ trong xã, không ngừng tăng cường tình đoàn kết trong dòng họ. Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc, mộ tổ họ, nơi thờ phụng tổ tiên, duy trì ngày giỗ tổ, giỗ họ hàng năm, sưu tầm thông tin tài liệu, giới thiệu tôn vinh công lao của cha ông trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, tuyên dương khen thưởng con cháu họ Bùi có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 3. Các dòng họ, chi họ cần xúc tiến việc viết gia phả chi họ. Trước mắt cần tập trung sưu tầm tư liệu, lập gia phả từ gia đình đến dòng họ, bảo đảm tính chính xác, chân thực, không cầu toàn về văn phong kết cấu, chú ý bổ sung đủ tên tuổi, công trạng, cả phần phu nhân, các chị em gái, không trọng tâm khi nữ. Những nơi có gia phả thì tiến lên biên soạn lịch sử của dòng họ, chú ý xuất xứ, mối liên hệ với các chi họ khác, ghi lại, dịch rõ bài vị, câu đối, sắc phong, thực hiện khẩu hiệu. Dòng họ có gì là gia bảo thì con cháu đều biết và hiểu rõ. 4. Khuyến khích các chi họ lập quỹ họ để từng chi họ chi phái có quỹ hình thành từ các nguồn thu bằng tiền, tự tâm, tự nguyện đóng góp của cá nhân, tập thể để dùng vào các công việc hàng năm của từng chi họ chi phái họ Bùi. Thường xuyên bảo đảm tính công khai minh bạch trong mọi hoạt động dòng họ, nhất là vào mặt kinh tế tài chính. Thực sự coi quỹ dòng họ là thiêng liêng, không ai được chiếm dụng làm của riêng. 5. Các trưởng họ, trưởng chi, bếp trưởng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề của họ tộc, của tổ tiên, thờ phụng dỗ tết, thực hiện các quy định, quy ước của từng họ, từng chi theo truyền thống bản sắc tổ tiên ông cha để lại. Với tâm nguyện và động cơ trong sáng vì họ tộc, vì tổ tiên và thế hệ tương lai, hoạt động của dòng họ Bùi như rết nhiều chân,
chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Mục tiêu, phương châm hoạt động của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng đã nêu ở trên và đã được xác định. Các thành viên họ Bùi quyết tâm nỗ lực thực hiện quy ước và những nhiệm vụ trên để hoạt động của dòng họ Bùi xã ta ngày càng có hiệu quả theo tiêu chí đoàn kết, tương trợ, phát triển. Kính chúc đại hội thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Quang Thịnh, Phó Chủ tịch Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng, thay mặt ban chấp hành lên báo cáo công tác tài chính của họ nhiệm kỳ qua. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các vị khách quý, thưa các đại biểu và toàn thể đại hội, nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi, nhân danh cá nhân tôi xin được gửi tới các vị khách quý, các bậc huynh trưởng và toàn thể cô bác lời chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Được sự phân công của đại hội, thay mặt ban tài chính kinh tế, tôi xin báo cáo phần tài chính nhiệm kỳ 2014-2019 như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, cộng đồng họ Bùi Việt Nam, họ Bùi xã Đại Đồng, ngày 30 tháng 3 năm 2019, báo cáo thu chi tài chính họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2014-2019. Căn cứ chương 6 điều lệ họ Bùi Việt Nam, căn cứ quy chế hoạt động họ Bùi xã Đại Đồng, ban chấp hành họ Bùi báo cáo thu chi tài chính của họ Bùi xã Đại Đồng trong 5 năm qua 2014-2018. 1. Quỹ họ Bùi hình thành từ nguồn thu của các khoản: 1. Tiền ủng hộ của cá nhân, tập thể thành tâm xây dựng cộng đồng họ; 2. Tiền tự nguyện đóng góp của các thành viên ban chấp hành, hội đồng trưởng lão và của các dòng họ, chi họ; 2. Quỹ họ sử dụng vào các khoản chi: 1. Thăm hỏi giúp đỡ những thành viên khi gặp hoạn nạn, gặp khó khăn; 2. Chi thăm viếng khi qua đời; 3. Chi khen thưởng cá nhân tập thể; 4. Chi tổ chức đại hội tổng kết đóng góp xây dựng nhà thờ; 5. Chi đến tài liệu và hành chính văn phòng. Cụ thể chi tiêu và thu của các năm như sau: năm 2014 thu 41.600.000 đồng, chi 18.379.000 đồng, còn dư 23.221.000 đồng. Năm 2015 thu 8.150.000 đồng, chi 2.950.000 đồng, còn lại 5.200.000 đồng. Năm 2016 thu 23.620.000 đồng, chi 9.601.000 đồng, còn 14.019.000 đồng. Năm 2017 thu 57.120.000 đồng, chi 10.977.000 đồng, còn 46.143.000 đồng. Năm 2018 thu 38.350.000 đồng, chi 24.840.000 đồng, còn 13.510.000 đồng. Tổng 5 năm thu 168.840.000 đồng, chi 66.747.000 đồng, còn dư chuyển sang nhiệm kỳ 2 102.093.000 đồng. Ban chấp hành và hội đồng trưởng lão họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ thứ nhất 2014-2019 xin trân trọng cảm ơn các tập thể và cá nhân đã nhiệt tình động viên ủng hộ bằng vật chất và tinh thần, đặc biệt là sự ủng hộ về tài chính, ủng hộ về quỹ tiền mặt cho cộng đồng có hoạt động
từ đại hội lần thứ nhất 30 tháng 3 2014 đến nay, tiêu biểu có các cá nhân như sau: anh Bùi Đức Lâm, giám đốc công ty bất động sản Lâm Quế, trú quán tại Vĩnh Yên, ủng hộ 70.580.000 đồng. Hai, cụ Bùi Ngọc Bích, chánh văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, nay đã nghỉ hưu, trú quán tại Hà Nội, Đại Đồng, ủng hộ 13 triệu. Ba, anh Bùi Văn Mười, giám đốc doanh nghiệp hoa quả, trú quán tại thôn 2, xã Đại Đồng, ủng hộ 6 triệu đồng chẵn. Tổng cộng đã có 136 cá nhân tập thể ủng hộ tiền xây dựng quỹ họ Bùi xã Đại Đồng, đã được ghi nhận đầy đủ họ tên trong sổ vàng truyền thống của họ. Trên đây là toàn bộ hoạt động tài chính nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi phấn khởi nhận thấy những hoạt động từ các chi tộc đến cộng đồng họ trong xã có nhiều mặt làm tốt, có nhiều hoạt động tích cực, nhiều bà con chăm lo việc họ, nhiều tấm lòng vàng ủng hộ đóng góp tài chính cho cộng đồng họ. Bước sang nhiệm kỳ 2, chúng tôi tiếp tục mong muốn mỗi người con trong họ đều cố gắng góp phần cho hoạt động của cộng đồng mỗi năm một tốt hơn, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai. Lời cuối, xin kính chúc các quý vị và bà con hạnh phúc thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng ông Bùi Thủy lên phát biểu thay mặt cho họ. Ông ta phát biểu công tác khuyến học khuyến tài trong những năm qua. Xin mời ông Bùi Thủy được về dự đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2 của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi nên được lên báo cáo cái điển hình về công tác khuyến học trong các chi họ, mà cụ thể là chi họ của tôi do ông trưởng họ Bùi Văn Tài. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa ban tổ chức đại hội cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cộng đồng họ Bùi Việt Nam các cấp. Kính thưa các vị đại biểu lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể các vị đại biểu trong đại hội. Hôm nay được sự nhất trí của cấp trên, cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng tổ chức đại hội để tổng kết công tác nhiệm kỳ 1 2014-2019 và thành lập nhiệm kỳ 2 2019-2024 cho cộng đồng họ Bùi xã nhà. Được ban tổ chức phân công nên báo cáo tham luận cho công tác khuyến học của các họ. Tôi là Bùi Thủy, thành viên của họ Bùi, trưởng họ là ông Bùi Văn Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý về dự đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc để chúng ta toàn tâm, toàn ý chăm lo cho cộng đồng họ Bùi xã nhà ngày càng phát triển và lớn mạnh với tiêu chí đoàn kết, tương trợ và phát triển. Xin một tràng vỗ tay. Kính thưa các vị đại biểu, chúng ta đều nhận thấy rằng tri thức của con người là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì vậy, muốn có tri thức thì con người phải học tập, học, học nữa, học mãi như lời Lenin đã dạy. Trong xã hội ta ngày nay, được đảng và nhà nước rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, mà lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu còn vang vọng mãi đến muôn đời sau là: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Vì vậy, công tác khuyến học, khuyến tài cho thế hệ trẻ là vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết. Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm lo học tập cho thế hệ trẻ, nên họ Bùi chúng tôi đã thành lập được ban khuyến học từ năm 2009 đến nay đã được 10 năm. Để điều hành tốt công tác khuyến học trong họ chúng tôi đã thành lập ra ban khuyến học gồm một ông trưởng ban là ông Bùi Thủy, ông phó ban là ông Bùi Văn Thiệu và 5 ông ủy viên
năm ông này là trưởng tộc các bếp trong họ Bùi để theo dõi sát sao đến các hộ gia đình trong dòng họ. Và bầu thêm ban cố vấn cho ban chuyên học, đó là cụ Bùi Ngọc Bích và ông Bùi Văn Tai trưởng họ. Ban chuyên học hoạt động thường xuyên 2 lần trong 1 năm, làm công việc sơ kết và tổng kết. Một là sơ kết, vào dịp tổng kết năm học tháng 9 dương lịch, toàn bộ ban có nhiệm vụ rà soát các cháu có thành tích cao trong quá trình học tập để lập danh sách khen thưởng cuối năm. Phần A lớn là về khen thưởng. Mỗi cháu có thành tích đều được phát giấy khen kèm theo tiền thưởng, mức thưởng như sau. Các cháu vào đại học thưởng 200.000 đồng một cháu. Các cháu đỗ vào các trường cao đẳng 150.000 đồng. Các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 120.000 đồng. Các cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện 100.000 đồng. Các cháu đạt học sinh giỏi cấp trường 80.000 đồng. Đặc biệt, các cháu mà ở cái đối tượng gia đình nghèo vượt khó, mức thưởng sẽ tăng gấp đôi. Năm 2009, đỗ đại học 4 cháu, đỗ cao đẳng 2 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 1 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 1 cháu, học sinh giỏi cấp xã 4 cháu. Năm 2010, đỗ đại học 5 cháu, đỗ cao đẳng 2 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 1 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 2 cháu và học sinh giỏi cấp xã 8 cháu. Năm 2011, đỗ đại học 2 cháu, đỗ cao đẳng 3 cháu, đỗ học sinh giỏi cấp tỉnh 3 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 3 cháu và học sinh giỏi cấp xã 5 cháu. Năm 2012, đỗ học sinh giỏi ở đỗ đại học 2 cháu, đỗ cao đẳng 2 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 3 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 3 cháu và học sinh giỏi cấp xã 4 cháu. Năm 2014, đỗ đại học 2 cháu, đỗ cao đẳng 1 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 1 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 5 cháu, học sinh giỏi cấp xã 9 cháu. Năm 2015, đỗ đại học 2 cháu, đỗ cao đẳng 2 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 2 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 3 cháu và học sinh giỏi cấp xã 5 cháu. Năm 2016, đỗ đại học 3 cháu, cao đẳng 0, học sinh giỏi cấp tỉnh 2 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 3 cháu và học sinh giỏi cấp xã 7 cháu. Năm 2018, đỗ học sinh giỏi, đỗ đại học 6 cháu, đỗ cao đẳng 2 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 1 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 5 cháu và học sinh giỏi cấp xã 13 cháu. Tổng số 10 năm, và đặc biệt là có 2 cháu đỗ vào trường đại học quốc tế là cháu Bùi Minh Hiếu, con Thiệu Hương, cháu của Quỳnh Hương vào đại học Anh Quốc, và Bùi Văn Toàn, con Thảo Dung, cháu Phần đạt huy chương bạc toán trên mạng. Tổng số thành tích đạt được qua các năm tổng lại là đỗ đại học 31 cháu, đỗ cao đẳng 17 cháu, học sinh giỏi cấp tỉnh 19 cháu, học sinh giỏi cấp huyện 30 cháu và học sinh giỏi cấp xã là 64 cháu. Bắt đầu thành lập ban khuyến học, rất mong được sự góp ý của các đại biểu. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chúc đại hội thành công rực rỡ. Trong ngày vui trọng đại này, tôi có làm một bài thơ để tặng đại hội có tựa đề là Đức Từ Thiện Nhân. Tôi xin đọc: danh giá tộc Bùi độ quý nhân, trời ban phúc ấm được thêm phần, cháu con đoàn tụ nơi nguồn cội, chắc chút xung vầy chốn gốc thân. Cụ mò muôn đời thiếu chữ đức, tổ tiên nghìn kiếp dệt từ nhân, hào quang tỏa sáng muôn đời hình, nay nọ hiện tại vạn đại xuân. Đầu tiên, cho phép tôi thay mặt dâu gái họ Bùi trong xã Đại Đồng được gửi lời tới các cụ thượng, các vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể đại hội, trước hết
tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung đại hội, đặc biệt đối với chủ đề đại hội kết nối dòng tộc, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai. Tôi tin tưởng rằng đại hội cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng lần thứ hai sẽ thành công tốt đẹp. Được sự giới thiệu của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin có bài tham luận trao đổi về vai trò của làng dâu và con gái họ Bùi trong gia đình và dòng họ. Nhiều chi họ, dòng họ Bùi vinh hiển khác. Những nơi họ Bùi có lề lếp gia phong thì ở đó những người con trai, con gái họ Bùi nhờ được uống những dòng sữa mẹ, lớn lên trong đùm bọc yêu thương, được học hành mà từ đó xuất hiện hàng chục, hàng trăm người tài họ Bùi. Đấu tranh giành độc lập, tự do của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các chị em, dâu gái họ Bùi nối gót tiền nhân trên mặt trận chiến đấu cũng như trong sản xuất đã có nhiều tấm gương sáng như mẹ Bùi Thị Quát, mẹ Bùi Thị Sừng, Bùi Thị Minh, Bùi Thị Hữu, Bùi Thị Tý là những người mẹ Việt Nam anh hùng. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày nay xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh, người con gái họ Bùi xã Đại Đồng được nhà nước phong làm phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thị Thu Hường, vụ phó vụ thi đua khen thưởng. Chúng ta không thể kể hết các bà, các chị đã và đang được các cấp, các ngành tin tưởng giao cho những trọng trách to lớn và đã cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Đặc biệt, những năm gần đây, chị em trẻ tham gia vào công việc dòng họ đông hơn, công việc họ rộn ràng hơn, ấm áp hơn. Các chị phải làm một lúc cả ba nhiệm vụ, việc nước, việc họ, việc nhà mà các chị vẫn vẹn toàn. Thật tự hào và vinh dự biết bao khi tạo hóa đã ban cho con người phụ nữ vai trò to lớn là người xây tổ ấm và người giữ lửa trong gia đình. Người mẹ trực tiếp và ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ con cháu, và không chỉ ảnh hưởng đến con cháu. Vì thế mới có câu nói rằng giáo dục một người đàn bà được một gia đình. Đó là sự vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn lao của dâu gái họ Bùi chúng ta. Và tôi xin hứa sẽ mang bầu nhiệt huyết của ngày đại hội hôm nay về tới từng nhà, nhân lên sức mạnh của kết nối dòng tộc, tôn vinh tổ tiên, tiếp thêm luồn sinh khí để hướng về cội nguồn, động viên con cháu hướng tới tương lai, tiếp tục viết lên những trang sử vẻ vang của xã nhà. Kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội có một sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống và gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thì công tác thảo luận tiếp tục, đề nghị các đại biểu đến phát biểu đăng ký, chúng tôi sẽ bố trí thời gian thích hợp. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, hôm nay chúng ta họp mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Họ Bùi Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Dâu gái Họ Bùi Việt Nam, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời chào và lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Thực hiện mục tiêu của Hội đồng Họ Bùi Việt Nam với tôn chỉ liên kết họ tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai, đưa hoạt động của cộng đồng họ Bùi cả nước phát triển ổn định, thắm tình đoàn kết giữa những người con họ Bùi với các cấp trong cả nước thành một khối vững chắc. Với tinh thần đó, hôm nay chúng ta tụ hội về đây trong một không khí phấn khởi, với tình cảm họ tộc thiêng liêng, thắm thiết và một niềm tin vững chắc về sự vững mạnh của cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Hôm nay, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường đã thể hiện cái mục tiêu đó là đại hội họ Bùi của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng lần thứ hai. Và trong cái kết nối của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng là có hơn 5.000 người con họ Bùi của xã tham gia. Đây là một xã tiêu biểu nhất trong cả nước. Chúng ta cho một tràng để cổ vũ cho xã Đại Đồng. Thay mặt Ban Hội đồng họ Bùi Việt Nam,
Hội Dâu Gái Họ Bùi Việt Nam xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe và chúc đại hội thành công. Chúc cho họ Bùi xã Đại Đồng duy trì hoạt động và ngày càng phát triển, trường tồn mãi mãi. Chúc các cụ sống khỏe, sống lâu, là tấm gương sáng cho con cháu họ Bùi học tập. Chúc cho toàn thể thế hệ trẻ họ Bùi xã Đại Đồng ngày càng phát triển, xây dựng quê hương yêu dấu, kết nối dòng tộc, làm giàu cho tổ, cho gia đình, cho quê hương và cho đất nước. Thay cho lời kết, tôi xin gửi tới đại hội mấy vần thơ. Xin chúc đại hội họ Bùi ta, đại hội hôm nay chúc mọi nhà phấn khởi, gia đình thêm phúc lộc, mừng vui cả xã sống chan hòa, anh em kết nối tình nồng thắm, chi họ bề bên nghĩa mặn mà. Xin chúc họ Bùi ta khỏe mãi, đại đồng đoàn kết mạnh vươn xa. Xin cảm ơn. Giới thiệu ông Bùi Văn Cơ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đại Đồng, thay mặt cho Hội đồng Nhân dân, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Đại Đồng đến phát biểu. Xin mời ông. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đại hội. Hôm nay, trong không khí tưng bừng cả nước đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng các thành tựu to lớn khẳng định vị thế đất nước con người Việt Nam. Hòa chung với không khí tưng bừng ấy, hôm nay cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024. Rất vinh dự cho tôi cùng các đồng chí Bùi tộc hiện đang công tác tại địa phương được về dự đại hội. Thay mặt cho các đồng chí, lời đầu tiên tôi xin được gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại hội, Đại Đồng là một xã có truyền thống cách mạng trong kháng chiến. Truyền thống ấy đã được Đảng, Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 2000 và hiện nay đang bảo vệ hồ sơ khoa học đề nghị là xã an toàn khu. Trong lao động sản xuất, người dân Đại Đồng cần cù, chịu thương chịu khó, nhanh nhạy trong cơ chế thị trường. Trong những năm qua, nền kinh tế xã Đại Đồng phát triển với tốc độ cao. Kính thưa vị đại biểu, như các vị đại biểu đã biết thì Đại Đồng trong những năm gần đây, từ khi mở cửa, là tốc độ phát triển của Đại Đồng tương đối cao. Nếu so sánh trên địa bàn huyện Vĩnh Tường 29 xã thị trấn thì Đại Đồng đứng thứ hai sau thị trấn Thổ Tàng. Xin báo cáo với các đại biểu là tốc độ phát triển kinh tế Đại Đồng cũng tương đối cao, mặc dù so với Hà Nội Vĩnh Yên là chưa là gì, nhưng so mặt bằng chung của huyện Vĩnh Tường thì Đại Đồng chúng tôi hiện nay đang dẫn thứ hai sau thị trấn Thổ Tàng. Đời sống của người dân được cải thiện về mọi mặt, các công trình công cộng được đầu tư như nhà văn hóa, đình miếu chùa được quan tâm đầu tư tu sửa và trang phục đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Trong một cộng đồng dân cư của xã được phát triển có sự đóng góp to lớn của con cháu họ Bùi. Bản thân tôi được sinh ra mang dòng tộc họ Bùi, tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng truyền thống dòng họ luôn gắn liền với truyền thống quê hương. Hôm nay chúng ta hội tụ về đây tổ chức đại hội, qua nghe bản báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày, chúng ta thấy rằng các hoạt động của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng trong 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Như trong phần báo cáo xin báo cáo chí là cũng là cái lợi thế của Đại Đồng là số lượng họ Bùi rất là đông, do vậy các cái hoạt động của cộng đồng họ Bùi trong 5 năm qua có dấu ấn đậm nét. Cụ thể 5 năm qua, 5 năm về trước chúng ta đại hội lần thứ nhất với sự tâm huyết nhiệt tình của ban đại diện, chúng ta tiến hành đại hội thành công với 15 trên 16 dòng họ tham gia. Khi 5 năm về trước thì chúng ta đại hội thì ban đại diện lâm thời cũng đã đi vận động tuyên truyền vận động để ta tổ chức đại hội lần thứ nhất. Thì trong đó Đại Đồng thì có 16 chi họ, thì có 15 chi họ lần đầu tiên đã được tham gia. Thế đến nay thì xin báo cáo chính là trực tiếp là họ là chúng tôi cũng đã tham gia, như vậy là 16 trên 16, như vậy là 100% họ Bùi Đại Đồng đã tham gia. Và trên 5.000 người dân họ Bùi đã tham gia vào cộng đồng liên kết. 5 năm qua nhiệm kỳ thứ nhất đã đi qua một thời gian không dài, nhưng kết quả đã được chứng minh. Chúng ta không còn là nấm mới mẻ như 5 năm về trước. Đến nay các ông bà trong ban chấp hành cộng đồng học Bùi khóa 1 đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động, do vậy công tác chuẩn bị các điều kiện cho đại hội lần này được chủ động không bỡ ngỡ như lần một. Thì các ông chí là như lần một thì chúng ta mới là ban đại diện lâm thời.
sau 5 năm hoạt động thì cái phần báo cáo tài chính thì hiện nay chúng ta cũng dư trên 100 triệu. Đây là một cái rất là quan tâm, rất là quan trọng, của rất là ghi nhận công lao của các cụ, các ông, các bà trong ban chấp hành cộng đồng khóa 1 với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động của ban chấp hành nhiệm kỳ 1, sự sáng suốt của các đại biểu chính thức dự đại hội trên cơ sở căn cứ điều lệ Hội Bùi Việt Nam. Một lần nữa tôi tin tưởng đại hội cộng đồng Hội Bùi sẽ đồng lần thứ 2 sẽ thành công tốt đẹp. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sâm có nguồn. Với lượng thời gian có hạn, công việc của đại hội còn nhiều. Do vậy tôi xin được dừng lời tại đây. Trước khi ngừng lời, một lần nữa xin được kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin được chân trọng. Nghe hai bài phát biểu, một là thường trực cộng đồng họ Việt Nam và Bùi Thúy Mùi, hai là ông Bùi Văn Cơ, chủ tịch Ủy ban xã Đại Đồng. Thay mặt cho đại hội, trước hết chúng tôi xin lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí thường trực hội đồng họ Việt Nam không quản đường xá xa xôi đã tới dự đại hội và chia sẻ cái thành công của đại hội đối với chúng tôi và có cái lời phát biểu rất chân tình thấm thiết. Đặc biệt ông Bùi Văn Cơ, chủ tịch Ủy ban xã, có bài phát biểu chỉ ra những cái việc mà sau đây, sau đại hội này là cộng đồng họ Bùi phải tiếp tục thực hiện, làm thế nào cho ngày càng phát triển, làm gương cho các họ khác trong toàn xã. Thay mặt đoàn chủ tịch và đại hội, chúng tôi xin ghi nhận những ý kiến chỉ đạo, chia sẻ và nhiệm vụ chúng tôi coi đấy là cái nhiệm vụ mà cộng đồng họ Bùi phải làm trong 5 năm tới. Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện thắng lợi những ý kiến của họ Bùi Việt Nam và đặc biệt là xã Đại Đồng. Xin chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin hết. Đề nghị đại hội có còn ai phát biểu đúng không ạ? Tham gia thảo luận ạ. Nếu không ai tham gia phát biểu nữa thì chúng tôi chuyển sang một khác. Sau cái đại hội này, các ý kiến cá nhân của chi họ cần tham gia ý kiến đóng góp với ban chấp hành cộng đồng khóa tới thì cứ gửi lên, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Theo chương trình thì chúng tôi xin chuyển sang phần đề án nhân sự và tiến hành bầu hội đồng trưởng lão và ban chấp hành cộng đồng khóa tới. Thì trước hết chúng tôi xin phép đại hội này về cái số lượng, đề nghị đại hội là cho biểu quyết cái số lượng. Thứ nhất là hội đồng trưởng lão thì số lượng là 5 người, tức là 5 thành viên hội đồng trưởng lão. Và số lượng tham gia ban chấp hành là 22. Thì xin ý kiến của đại hội về hội đồng trưởng lão 5 thành viên đã đủ chưa, cần phải bổ sung nữa hay thôi. Và 22 thành viên ban chấp hành đã đủ chưa, có cần thêm nữa không ạ? Thế thì chúng tôi xin ý kiến đại hội. Thứ nhất là biểu quyết về số lượng của ban hội đồng trưởng lão là 5 người và hội ban chấp hành hội đồng của xã là 22 người. Nếu nhất trí về số lượng thì đề nghị đại hội cho biểu quyết. Một là số lượng của hội đồng trưởng lão 5 người, ai nhất trí cho biểu quyết. À, thôi ạ, có ai không nhất trí mà không 100% cái tiêu chí gì chưa. Hai là ban chấp hành hội đồng của xã Đại Đồng số lượng 22 người, ai nhất trí số lượng 22 thì cho biểu quyết. Có ai không nhất trí mà không, như là 100%. Hai cách, cái cách thứ nhất là đại hội tự đề cử, tự giới thiệu. Cái thứ hai là do giao cho ban tổ chức chúng tôi dự kiến. Đề nghị đại hội cho ý kiến để xem thực hiện cái cách một thì cách thứ hai này. Bầu thì chúng tôi xin giới thiệu có tên sau đây vào ban chấp hành hội đồng trưởng lão. Một là ông Bùi Văn Binh, hai là ông Bùi Văn Hải, ba là ông Bùi Tiến Lã, bốn là ông Bùi Văn Mỹ, năm là ông Bùi Văn Sách. Ngoài danh sách này thì đề nghị có ai giới thiệu thêm nữa không ạ?
Có ai giới thiệu thêm nữa? Nếu không thì cho biểu quyết về danh sách cụ thể một lần. Có ai không nhất trí là 100%. Tám cái đại hội này trước cái nhiệm kỳ 1 thì ban chấp hành của chúng ta là có 25 người, kể cả hội đồng trưởng lão, không cơ cấu được nữ tham gia. Nhưng riêng lần này thì qua thảo luận của nhiều hội nghị ban chấp hành, thường trực ban chấp hành hội đồng trưởng lão thì chúng tôi hiệp thương cử cả dâu cả gái vào ban chấp hành. Nên chúng tôi xin giới thiệu. Như vậy vừa rồi này chúng ta nghe cái bài phát biểu thay mặt cho hội dâu gái họ Bùi, giới thiệu danh sách như sau. Một là Bùi Minh Tân, hai ông Bùi Quang Thịnh, ba ông Bùi Phùng Kiến, bốn ông Bùi Khoái, năm ông Bùi Quang Tuyến, sáu ông Bùi Văn Quế, bảy ông Bùi Văn Vừa, tám ông Bùi Văn Viên, chín ông Bùi Văn Mua, 10 ông Bùi Văn Long, 11 ông Bùi Văn Lội, 12 ông Bùi Đức Huy, 13 ông Bùi Văn Sơn, 14 ông Bùi Giáp, 15 ông Bùi Văn Sướng, 16 ông Bùi Văn Tai, 17 ông Bùi Văn Phần, 18 ông Bùi Văn Tuất, 19 ông Bùi Văn Mến, 20 ông Bùi Văn Hùng, 21 Bùi Liên, 23 là Nguyễn Thị Loan. Đấy là danh sách chúng tôi giới thiệu và chúng tôi đã nhiều lần hiệp thương và ban chấp hành khóa cũ cũng đã nhiều lần họp ý kết luận. Chúng tôi giới thiệu 22 thành viên trong ban chấp hành. Đề nghị đại hội có ý kiến gì không ạ? Nếu không có ý kiến, đề nghị đại hội cho biểu quyết. Các người cho biểu quyết ạ. Thôi ạ. Có ai không nhất trí bầu được hội đồng trưởng lão và ban chấp hành hội đồng cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2, đề nghị các ông bà có tên trong hai cái bản danh sách này lên để ra mắt đại hội. Chúng tôi xin đọc. Một ông Bùi Văn Binh, hai Bùi Văn Hải, ba Bùi Tiến Lã, bốn Bùi Văn Mỹ, năm Bùi Văn Sách là hội đồng trưởng lão. Còn hội đồng thường trực hội đồng, một ông Bùi Minh Tân, hai Bùi Quang Thịnh, ba Bùi Phùng Kiến, bốn Bùi Quái, năm Bùi Quang Tuyến, sáu Bùi Văn Quế, bảy Bùi Văn Vừa, tám Bùi Văn Viên, chín Bùi Văn Mua, 10 Bùi Văn Long, 11 Bùi Văn Nội, 12 Bùi Đức Huy, 13 Bùi Văn Sơn, 14 Bùi Giác, 15 Bùi Văn Sướng, 16 Bùi Văn Tai, 17 Bùi Văn Phần, 18 Bùi Văn Tuất, 19 Bùi Văn Mến, 20 Bùi Văn Hùng, 21 Bùi Liên, 22 Nguyễn Thị Loan. Mời tất cả các ông bà có trên lên trước sân khấu để ra mắt. Xin kính mời cụ Bùi Trọng Kính lên đọc quyết định công nhận cái đại hội bầu. Mời công lên đi. Quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc, số 05 quy định về việc công nhận kết quả của đại hội của xã Đại Đồng ngày 30 tháng 3 năm 2019, chủ tịch cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ vào điều lệ cộng đồng họ Bùi Việt Nam 33 nhiệm kỳ 2018-2023 được ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 căn cứ vào nghị quyết và quy chế hoạt động của cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2 2018-2023 căn cứ vào kết quả đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng quyết định điều 1 lấy công nhận kết quả đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng khóa 2 nhiệm kỳ 2019-2024 và ban chấp hành cộng đồng xã Đại Đồng có gồm có 27 thành viên do ông Bùi Minh Tâm làm chủ tịch được đại hội bầu ra ngày 30 tháng 3 năm 2019 và các ủy viên họ Bùi xã Đại Đồng có danh sách kèm theo. Điều 2 ông chủ tịch và các thành viên ban chấp hành xã Đại Đồng có trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng họ Bùi xã hoàn thành phương hướng nhiệm vụ và nghị quyết của đại hội 2
để đề ra và thực hiện đúng điều lệ họ Bùi Việt Nam và nghị quyết đại hội tỉnh Vĩnh Phúc. Điều 3, các ông bà có tên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thay mặt cộng đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Bùi Thiên Tâm xin hết ạ. Kiến lên quyết định thi đua khen thưởng đại hội được sự phân công. Sau đây tôi xin phép công bố quyết định khen thưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc cộng đồng họ Bùi Việt Nam họ Bùi xã Đại Đồng, Đại Đồng ngày 30 tháng 3 năm 2019. Quyết định thi đua khen thưởng Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng. Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ lần thứ nhất ngày 30 tháng 3 năm 2014 xét thành tích của tập thể và các cá nhân theo đề nghị của Ban thi đua khen thưởng. Quyết định điều 1, tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân có tên sau. Về tập thể, 1. Tập thể tri ông Bùi Văn Minh, 2. Tri ông Bùi Quang Thịnh. Về cá nhân, 1. Bùi Đức Lâm, 2. Bùi Ngọc Bích, 3. Bùi Quang Thịnh, 4. Bùi Minh Dân, 5. Bùi Văn Sách, 6 là Bùi Tiến Lã, 7 Bùi Văn Thủy, 8 Bùi Văn Mười, 9 Bùi Tuấn Anh, 10 Bùi Văn Huy, Bùi Vũ Huy, 11 Bùi Quang Toản, 12 Bùi Văn Giang. Điều 2, tập thể và cá nhân có tên trên Ban thi đua khen thưởng trưởng quyết định và thi hành Chủ tịch Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng đã ký Bùi Tiến Lãng. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các tập thể có danh sách được khen thưởng lên trên bục để nhận giấy khen. Mời bà Bùi Thị Thúy Bùi, Phó Ban Thường trực Dâu Gái họ Bùi Việt Nam và ông Bùi Văn Cơ, Chủ tịch xã Đại Đồng lên trao giấy khen cho các cá nhân được tặng thưởng. Xin kính mời ông bà lên trao tặng cho các cá nhân. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Đại Đồng ngày 30 tháng 3 năm 2019 nghị quyết đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc họp ngày 30 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng. Tới dự đại hội có 166 đại biểu đại diện cho 16 dòng tộc họ Bùi xã Đại Đồng. Tới dự đại hội các đoàn đại biểu đại hội đồng họ Bùi Việt Nam, ban đại diện dâu gái họ Bùi, ban doanh nhân doanh nghiệp họ Bùi, họ Bùi các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Đại Đồng. Sau khi nghe và thảo luận các văn bản do ban chấp hành họ Bùi khóa 1 đạt được những kết quả như trong báo cáo là có sự cố gắng rất lớn của ban chấp hành, các tiểu ban, các trưởng lão, trưởng họ, trưởng chi đã bám sát các chức năng nhiệm vụ được điều lệ quy định, quán triệt mục tiêu phương hướng của đại hội đại biểu cộng đồng họ Bùi Việt Nam đề ra để hoạt động. Sự phối hợp có hiệu quả giữa ban chấp hành với các nhà hảo tâm thành viên trong dòng họ Bùi trong xã đang sinh sống ở địa. Đại hội nhất trí đánh giá cộng đồng dòng tộc họ Bùi xã Đại Đồng từ đời này sang đời khác đã góp phần cống hiến về nhiều mặt cho gia đình, cho dòng họ, tổ chức xã hội văn hóa tự nguyện với tinh thần tự tâm tự nguyện tự túc, nên hoạt động của cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng đều xuất phát từ động cơ vì dòng họ mà ứng xử ngoại tình tuyệt đối không vì danh lợi mà nảy sinh thứ mắc. Đại hội đã nhất trí bầu ra ban chấp hành và hội đồng trưởng lão cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 27 ủy viên danh sách kèm theo giao cho ban chấp hành cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng xây dựng kế hoạch chương trình hành động sát với đặc điểm của từng dòng họ gắn với chương trình nhiệm vụ của ban chấp hành. 6. Đại hội kêu gọi toàn thể bà con họ Bùi đang làm ăn sinh sống trong và ngoài xã phát huy truyền thống dòng họ phát triển đoàn kết nhân ái, chia sẻ tình cảm dòng họ dòng tộc hướng về cội nguồn cha ông, thực hiện tốt mục tiêu liên kết dòng tộc tìm về cội nguồn tôn vinh tổ tiên động viên con cháu hướng tới tương lai với phương châm đoàn kết tương trợ phát triển góp phần cùng với các đơn vị khách quý vừa rồi thì phải đăng ký cho đoàn trung quan xong dịp với đại hội. Trước khi dừng lời tôi xin kính chúc các vị đại biểu các vị khách quý sức khỏe hạnh phúc gia đình an khang thịnh vượng, chúc đại hội thành công rực rỡ. Và rồi là một đã nghe đoàn thư ký ghi chép quá trình thực hiện đại hội chúng ta. Có ai có ý kiến gì tham vấn thì phải cũng nghĩ biết của đại hội nào. Ba ý kiến gì mà chính thức của đoàn ta để nghị thường kết. Có ai có ý kiến chính ạ? Đại hội đại biểu họ Bùi xã Đại Đồng tiến hành khẩn trương lấy sự chấp nhận và tinh thần xây dựng vì họ cộng từng là điều chúng tôi tin tưởng rằng với tấm lòng hướng tới hoạt động của cộng đồng và những ý kiến đóng góp của đại hội đại biểu hoạt động cộng đồng họ Bùi xã Đại Đồng sẽ có những bước phát triển mới, phấn đấu đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra để xây dựng họ Bùi vinh hiển đoàn kết cù. Đã có rất cố gắng nhưng tôi cũng không khỏi tránh khỏi có nhiều thiếu sót trong việc tổ chức đại hội. Trong điều kiện điều hành và cũng như phục vụ đại biểu, chúng tôi xin được các vị đại biểu chia sẻ và lượng thứ. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các chi họ không quản đường xá tuổi tác đến dự đại hội. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các vị khách quý. Xin chân thành cảm ơn Đảng, chính quyền, địa phương đã dành hội trường cho đại hội, tham gia đại biểu chỉ đạo đại hội thành công tốt đẹp như ngày nay. Xin cảm ơn các anh chị tiếp tân phục vụ loa đài. Xin cảm ơn ban quản lý hội trường. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hỗ trợ. Cảm ơn đội văn nghệ và tất cả anh chị em phục vụ đã giúp đỡ để ban tổ chức tiến hành đại hội thành công tốt đẹp. Và một điều cuối cùng thì chúng tôi xin thông báo thế này. Hiện nay họ Bùi Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà thờ họ Bùi Việt Nam tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên với diện tích là 25.000 m² và đã đổ xong tầng 1 là tầng dưới có 1.000 m² và chuẩn bị đến tầng 2 là 500 m² hoàn toàn gỗ. Thì xin thông báo với đại hội để nắm được mỗi người có tâm với cộng đồng thì sẽ tham gia ủng hộ một ly một like.
không cần phải 5 triệu, 10 triệu trở lên. Thế nhưng ít nhất trong cái đại, trong đại hội này là công đề nghị công trưởng chi, trưởng phái của 16 chi họ phổ biến cho tất cả bà con cộng đồng thuộc 5.000 khẩu ở đã đại đồng biết được cái sự kiện này và có trách nhiệm tham gia sự nghiệp đóng góp. Xin kính chúc các quý vị đại biểu các quý mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời các đại biểu của nhà Minh Hương sinh nhập sinh hoạt với cơm thân mật với ban tổ chức và cộng đồng Sài Đồng. Tôi tuyên bố bế mạc đại hội.